Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái mẹo để mà mình di chuyển ở trong game ha. Thì các bạn có thể test, thì các bạn cứ tạo phòng free training vô đây thôi. Bạn sẽ luyện tập một số những kỹ năng giống như là combo spear nè, combo spear, rồi vừa lợi dụng một cú lướt và vừa di chuyển ha. Ở trong đây các bạn có thể luyện tập cho thành thạo, xong rồi bạn đem ra ngoài thực tế cũng được, thực chiến cũng được chứ. Thì như katana, cái vũ khí nào cũng làm được hết, chẳng qua là mấy cây này nó hơi chậm thôi. Dùng cái cây này để đại đao rồi long quật. Thì cái chiêu gồng của mình đó, khi mình gồng nó như vậy, nhưng mà lúc mình gồng mình bấm shift luôn á, có nghĩa bạn giữ chuột bạn gồng xong bạn shift, có nghĩa nó lướt tới một đoạn. Mà bình thường á là mình khi mình di chuyển như thế này, mình lao tới chiếu trước vậy thì nó đã đi tới được một đoạn đường rồi. Thì cái mẹo di chuyển nhanh của mấy thanh niên mà răng cao hay xài như vậy thì mình hướng dẫn cho mấy bạn là đè chuột thôi, sau bấm shift rồi mới buông chuột ra. Có nghĩa là bạn bấm shift trước á, bạn bấm chuột trước mà bạn sẽ bấm shift trễ quá thì nó cũng chém, nó ra đòn xong rồi là mình không còn lướt được nữa, không lướt nhanh được nữa. Ví dụ như thế này đó, mình phải giữ luôn cái gồng đó, không mình bấm shift mình mới buông ra ha. Gồng chuột xong rồi bấm shift mới buông ra, gồng chuột shift xong mới buông chuột ra, gồng chuột shift mới buông chuột ra. Phải là gồng lên vậy rồi ship, gồng lên vậy ship mà tốn thể lực ha. Cái ống màu vàng đó, khi mà mình mỗi lần mình lóc, mỗi lần mình bấm ship thì nó sẽ tốn một phần nửa ống, tùy theo các bản ngọc nữa. Có vui cái bản ngọc nó hình như nó tăng, nó giảm cái lượng tiêu tốn khi mà mình né. Combo thương thì chắc cũng có bạn nói rồi, cũng có clip trên YouTube nó rồi. Ở trong đây là trong phần luyện tập thôi, nó cũng lướt giống vậy thôi, bất kỳ vũ khí nào cũng làm như vậy. Giữ chuột ha, xong rồi shift ha, tập ha, giữ chuột và shift thôi. Khi chưa ra đòn có thể mình có thể lừa tình được nữa. Có mấy đối phương là hay cái kiểu đỡ á, khi bạn gồng vậy nè sẽ bị đỡ gấp vũ khí, mình lừa tình cũng được. Bình thường thấy nó đỡ thì bình thường thôi, có thể xê hất tung lên cũng được, lừa tình. Cả mấy thằng cứ ngồi vậy nè, một lần bạn gồng lên là nó cứ vậy đó, thì mày cứ ship cái rất ra thôi. Thì cái vũ khí này cũng làm được hết ha, đại đao cũng làm được, hoặc là cái sword cũng làm được. Đại đao thì nhưng mà hơi chậm, nó không có nhanh, nó không có lao xa được như mấy cây như spear với lại cây katana. Không đủ thể lực, không đủ thể lực. Mình chỉ cảm thấy cây spear và cây katana là có thể lướt xa nhất, nhanh nữa. Katana như nó nhanh hơn đó, tại vì nó gồng rất là lẹ. Đi chừng tập một chút xíu là đi được rồi. Tập một chút xíu là thấy đi được rồi. Cái này người không mất thời gian lắm đâu. Mất thời gian cái kỹ năng combo spear á. Rồi, spear. Đó, để mà đâm được như vậy mình cũng phải cũng tập mấy chục lần ấy, không ít đâu. Mà thật ra vô thực chiến có khi mình miss nữa.
lúc mà đánh nhau lộn xộn ba ông thằng thì đôi khi là mình quýnh vội gì đó rồi hiệu ứng kêu sùm á, cho nên mình không nghe được cái tiếng á. Thật ra cái này phải chờ cái keng thì mới mới buông ra được. Đó, đây là combo mạnh nhất ha, mạnh nhất của thương. Thì mình giống như mình buông 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 sớm quá, ví dụ là buông sớm quá thì nó đánh trước hả, còn mình gồng lâu quá nó cũng đánh bình thường. Bên nào cũng vậy hết, bên nào cũng vậy hết. Nó sẽ không ra chiêu trò đó. Sáng là mình buông liền, nó không ra chiêu trò, nhưng mà chỉ bên nào gồng cũng vậy, mỗi lần nghe cái tên cái buông ra, buông chuột, buông chuột ra là tự động nó chọt rồi. Như bên này đi, học rồi đó, vậy là học rồi đó. Đó thì khi mà nó chọt chúng rồi bạn phải bấm bấm chuột nó mới xoay ha. Đó thì mình chọt rồi, chọt chúng mà không bấm chuột là nó không xoay đâu. Đó chọt chúng bấm chuột không xoay ha, không bấm chuột không xoay, phải bấm thêm một lần nữa. Cái phát cuối cùng là có thể bị đỡ ha, cái phát cuối cùng có thể bị đỡ đỡ gấp vũ khí á, cho nên bình thường cái phát cuối cùng á thì mình nên đánh thường đi, mình nghĩ vậy. Đó mình đánh chuột phải, đó mình đánh chuột phải nó sẽ ra đòn thường, tại vì cái phát cuối cùng á thường thường là mình xài combo rồi đánh ở trên đây vẫn bị đỡ được, là nó sẽ bị ngắt quãng trong cái lúc xoay thôi, nhưng mà nó cái nhịp cuối cùng nó sẽ đỡ góp vũ khí được lại như thế này. Chọc không phải được. Cái phát sáng cuối cùng đó, nếu mà bạn lít một chuột chuột bên trái không á, thì cái phát cuối cùng nó phải phát sáng lên, nó sẽ đánh một cái đòn quét ngang ra, lúc đó là có thời gian để họ đỡ. Thì những người ta đánh có kinh nghiệm rồi, thấy bạn xoay 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 xong họ ở phát cuối cùng, họ lúc mà xoay họ lúc nào cũng bấm đỡ sẵn rồi, cho nên là cái phát đó là dễ bị rớt không khí lắm, cho nên bạn đổi nên nên lúc mà bấm chuột trái xoay xong thì bạn nên đánh chuột phải đi. Đánh cái đâm thường á, đánh cái đâm như thế này đó. Xoay xong thì đánh đâm thường, có thể combo thêm hất và đập nữa, nghĩa là ngăn cho đối phương bắt bài thôi. Thì cái này đánh lâu rồi dạng như khi bạn chơi bạn trải nghiệm bạn sẽ thấy được lúc đó, nếu mà tại mình đỡ mình đánh cái kiểu đó bị đỡ gớt cái khúc cuối hoài, cho nên mình phải rút kinh nghiệm thôi, rút kinh nghiệm phải qua đánh bên tay trái ở bên tay phải hai hai đòn và thêm một cái đòn đập lên đập xuống mình nữa, C thôi, đánh hai đòn xong mình lại tập bấm bấm C xong rồi bấm chuột phải tiếp, hoặc là C hai lần phải C chuột phải xong chuột trái cũng được đó, hai lần đẩy lên không. Thì trong đây mẹo thì mình cảm thấy nhiều người hỏi những cái mẹo đó nên mình làm thôi, chứ còn không còn biết cái mẹo khác nữa. Cái này thì bạn biết rồi ha, cái này cũng là dùng để chạy ha, giống như mình móc mình bị nhiều người rượt quá, có thể là tem bạn chết hết rồi còn mình bạn sống. Khi mình móc lên cây lúc nào cũng trong trạng thái này thương hoặc là cái gì đó thì cứ chạy hướng kia thôi, quay cái hướng nào đó để lợi dụng được một khoảng cách lúc có lướt thôi. Bấm sớm quá thì nó lại đánh vậy. Này luyện kỹ năng gọi là kỹ năng nhẫn giả, khi team mình chết hết rồi thì mình muốn được lấy top cao top 2 thì mình phải am hiểu kỹ năng mà chạy nữa. Ok tới đây thôi, còn mình không biết còn những cái mẹo nào mà mình biết các bạn không biết nữa. Một số người đa số người ta hỏi về những cái này nhiều hơn là hỏi những cái khác, mấy cái khác mình cảm thấy chắc cũng dễ lắm, không có khó gì đâu, không bấm F2 là mình thấy được hết rồi.
hả? Cá sụt rét đồ này có hết rồi. Cho nên những cái chắc mình thấy mấy cái mẹo này tạm thời có nhiều bạn chưa biết thôi, chứ còn mấy cái mẹo mấy cái đánh bình thường chứ không có gì để mà khó khăn đâu. Sao tốn thể lực ha? Đó, cái dòng dòng tròn vàng vàng đó sẽ là hiển thị cái thể lực bạn còn ha. Ok, chúc các bạn leo răng vui vẻ. Hẹn gặp bạn, hẹn gặp lại mấy bạn ở clip sau. Là mình thấy một số mấy anh Trung Quốc á, chơi chơi thương á, chơi cái con thiếu lâm á, chỉnh thành con khỉ á, nhìn y chang cái Tôn Ngộ Không nữa, phải nói đẹp, cái thương rất là đẹp luôn, cái thế thương rất là đẹp luôn. Đúng là mấy người đó chỉnh nhân vật khỉ y như Tề Thiên thiệt luôn, ngay cả cái thế nữa. Ok, tới đây thôi, chúc các bạn một ngày vui vẻ, hẹn gặp mấy bạn lại, hẹn gặp lại mấy bạn.